rồi, em khách hàng em rồi. Thành Trung mến chào quý ông bà cô bác, quý khán giả của Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ thì cũng đã hơn 5 giờ rồi cả nhà. Thì Phật tử cũng đã tập trung về đây khá là đông cả nhà đó. Còn phía bên trong thì cơ quan chức năng cũng đang lập chốt. Thì ngoài này thì Phật tử cũng đang chờ thầy Minh Tuệ thì khất thực đây cả nhà. Các cô đi vào phía bên trong cái khu vực nghĩa trang để chờ thầy, thì cũng được lực lượng chức năng mời ra bên phía bên ngoài. Đó, cả nhà mình thấy rất nhiều cơ động cũng như là dân phòng. Có cô thì vào cái nghĩa trang đây cả nhà, vào nghĩa trang này cho từ lúc 12 giờ đêm để ở phía bên trong kiểu là lọt qua chốt đó cả nhà, để chờ thầy đi ra khất thực, thì mong sao là nhìn thấy thầy. Nhưng mà lực lượng chức năng cũng đã vô phía bên trong mời các cô ra bên ngoài. Rất là đông nha cả nhà. Thì ai cũng mong muốn là sẽ được nhìn thấy thầy một lần cho mãn nguyện. Có cô chú thì đi rất là sớm và đi cái quãng đường cũng khá là xa để về Nha Trang. Ngày hôm qua thì thầy cũng đã đi ra cái con đường này đây cả nhà. Ra con đường này. Ở trong đó là có một cái công ty là chỉ có được nhân viên công ty là được di chuyển vào phía bên trong để đi làm cái công việc của mình. Còn những Phật tử mà vào bên đó trước ở trong cái nhà dân thì cũng được mời ra phía bên ngoài hết. Chú người địa phương ở đây hả? Chú người địa phương ở đây à? Hay là à dưới Nha Trang lên. Chú lên đây bữa nay bữa đầu là bữa thứ mấy rồi? Thứ hai à? Ngày hôm qua có gặp thầy không? Không, về chúng mình cộng thì gần 4 giờ mẹ nó cũng vừa đang chốt về đây hết vô được luôn à? À. Chứ mình nếu mà khoảng 50 phút nữa chạy vô lên kia thì sẽ gặp thầy. À. Là ngày hôm qua là cái chốt này là kiểu là lập mụn. Cái hai đậu bỡ không à? À. Cho
thì cũng mong muốn là ghi được hình ảnh của thầy chia sẻ đến cả nhà mình. Nhưng mà cũng khó khăn đó cả nhà, nói chung là cũng khó khăn đó. Thì hiện tại thì cũng đang còn một số những phần quà của các cô chú mạnh thường quân gửi qua cơn của thành trung để giúp đồng bào khó khăn, nhưng mà thành trung cũng chưa có làm hết được. Thì cô chú mạnh thường quân cũng hết sức thông cảm và cố gắng theo dõi trên kênh của thành trung ha. Giờ thành trung cũng muốn xuống đây để ghi hình chia sẻ đến với cả nhà mình là tình hình Phật tử đến đây như thế nào, rồi an ninh ở khu vực như thế nào, để cho cả nhà mình được theo dõi. Cũng là khá là đông rồi đó cả nhà. Ở phía trong cửa à. Dạ chú ngủ nè, chị đứng đây chị. Bé chụm được. À là ông ở chụm về, ông đâu có rè cây đâu. Có rè, cũng quay có rè cô à. Cũng rè, tao cũng bày đi rè cô bà. Ông rè tao cũng còn đi dép rè nghĩa trang thôi, không còn lại à. Chắc cô đây là nhì, nhì gần đây ha. Cô, nhà cô gần đây luôn hả? Không, chị chưa chắc đó. À, con ở Duy Khánh nè. Cái núi đây là sao cho tụi chị đi cầm hương à. Cầm hương rồi đấy. Dạ. Em đắp ở Duy Khánh nè. Em ở Duy Khánh nè. Chị ở Trinh Thành nè. Em ở Trinh Thành nè. Em ở đây mà ở đường Duy Anh Chúa. Em ở chú của chị bên đó. Bên chỗ 500 cái đó. Dạ, biết. Chị hôm qua cô đã gặp thầy rồi đúng không? Ở 500 cái nè. Hôm nay chị gặp thầy rồi. Mấy bà này mình đang cái chuyện mình đi quay đủ mấy bà là cũng lên đủ mấy. Là cô đông ma bắt theo thầy Minh Tuệ à? Nghĩ là ở trong cho bè bé bắt bè đây luôn, cho cho bé bắt tôi đi theo ông Minh Tuệ. Ta nói gì? Trời chuẩn bị mưa rồi. Trời chuẩn bị mưa rồi cả nhà. Trời lại sắp mưa rồi. Anh tới đây lâu chưa? Này đi được 3 ngày rồi. Anh mày ở đâu tới? Gia Lai. À Gia Lai là đây luôn nè. Công an Gia Lai đưa về đây nè. Không, đang nói anh nhá, anh nhận người ở đây hả? Đây mà. Sáng tập thể dục rồi. Ngày hôm qua anh có thấy thầy không? Ngày qua thầy xuống tới chân dốc thì đâu ra đây đâu. À. Xuống tới cái chỗ nhà đi miền Trung á. À. Tới đó. Rồi thầy lại đi vô. Đi trong ngày trong trên núi xuống chứ. Thế thầy đi mới chưa ra đây, mới tới cái chỗ bên miền Trung á, cái nửa đường trong này, nhà dân trong đó. Mà ngày hôm qua hình như là thấy người dân vô đông ha. Đông. Đâu lúc đó người ta công an vẫn chạy vô rồi tới đây rồi xong vô trong kia. À. Cho thầy nghỉ bớt rồi cho thầy đi vất vả bao nhiêu mà cộng đồng mạng rồi với dân là buồn quá mà biểu. Đúng rồi. Từ trong cốc từ trên xuống ngõ xuống. À.
là nơi chỗ nhà thầy Năm á ha. Chỗ nhà thầy Năm. À đi xuống đây 2 cây số. Ở trong đó thì nó cũng nhiều chỗ thờ phượng tâm linh nhiều lắm. À. Cái núi này có tâm linh không hả? Có chứ, này tâm linh lâu rồi, cái lịch sử rồi mà. Ồ. Kêu là chùa Suối Ngổ là trên đó. À là chùa Suối Ngổ chứ không phải là núi Ngổ. Suối Ngổ hả? Trồng cây ngổ nhiều quá. À. Nên là có nhiều chuyện gì anh thấy vậy, có nhiều người không biết là người ta ấy. À là vậy. Còn có nhiều ông YouTuber là ông lấy cái này xong ông ghép với bên nước sạn chứ thằng này nó không có liên quan. À. Nước sạn nó nằm phía bên chỗ Vĩnh Hải, còn này trong Vĩnh Phương Đắc Lộc. À, ở đây là Vĩnh Phương Đắc Lộc. Cái núi này nó kéo từ đây kéo qua đó Đắc Lộc luôn. À. Là từ đây mà tới núi Sạn là có xa không hả? Từ đây qua núi Sạn là nếu mà đi có ấy lắm thì cũng phải cỡ 7-8 cây. À, ồ đó giờ cũng xa. Phải đi ra xuống đường 24 rồi lên chợ Bình Hải đi lên. Dạ. Lên rồi xong mình chuyện Gia Liễu đi lên. Nhưng mà thầy thì không có ở nơi, cứ ở chỗ này ít, đi thời gian rồi đi chỗ này ít. Dạ. Cái này hồi xưa đây thầy ở đây rồi xong thầy đi qua núi Đắc Lộc và thầy đi thật đi 6 năm rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Dạ. Trời trời mưa mà các cô vẫn đội mưa này cả nhà này. À. Việt Nam mình đã có Phật sống rồi và họ dạ. Ngon quá rồi. Thì... Nói chung là ai cũng mong. Lỡ là tốt rồi. Ai cũng mong gặp ha. Ờ, ai cũng mong gặp không. Ừ. Các cô vô từ đêm hôm mà vô trong phía bên trong đó giờ họ mời ra hết. À, mời ra bên ngoài hết. Đó cho tôi phải bảo vệ cho thầy chứ giờ đó nhiều phần tử quá mà đâu ấy được. Nói chung là bảo vệ cho thầy như thế này thì cũng quá là tốt. Nhưng mà ở khu đây là chắc nó an ninh hơn là Gia Lai, tại cái địa hình nó khó hơn. Đúng rồi. Nên người ta chốt rồi không dở. Còn Gia Lai vụ đất nó bằng á, vụ như mấy đầu này đầu kia thấy đi vô được chứ này đầu mấy đầu đây đi đường nào đâu lên. À là ở đây là mấy đường lên chỗ cốc thầy Năm. Này chắc phải tầm 3 đường, đường này với đường dưới kia là mấy cái đường núi tôi đi nữa, đường ta đi làm vườn rồi đó. À. Đâu có đường nào lên nữa đâu, giờ chặn cái này đâu ông nào leo núi lên được đâu. Ồ, với cái núi đó đâu ai leo lên được đâu ha. Đâu. Làm bảy đồng vườn người ta biết chứ còn mình lạ sao mình biết đường đây. Ừ. Mình lạ thì đâu có biết đường mà lên núi lên đồ mà đi lên đó làm cái gì? Đi không biết đường đi lạc. Thấy cho đi lên nó mấy ngộ mới tới chùa đó, tới điểm cốc là. Ồ. Núi là lút vô sâu phía bên trong luôn. Anh thấy nó nằm qua cái lưng của cái núi. À. Như là chú là người dân địa phương là coi như cũng biết rành hết ha. Mình ở Đắk Lắk đây mà. À. Ở đây chiều nào mấy khu đây là hồi xưa giờ làm lâu rồi. Đâu phải là riêng cái thầy thất thật đây ông ở Đắk Lắk nó có một cái xóm là toàn là cốc của mấy thầy cứ sáng rồi đi khất thực đi cả ngày chiều tối đi về. À nơi chỗ Đắk Lắk quá hả? Ở Đắk Lắk đó, ngay chỗ khu tới cứ Đắk Lắk đi vô đường vô Long Hồ đó. À. Ở nơi đó anh à, chú biết là thầy Ngộ không? Đó, thầy Ngộ cho nó biết. Có hả? Có biết hả? À. Nhiều lắm bây giờ nói chung là mình biết chơi thôi chứ còn nhiều thầy lắm đó. Thầy Ngộ ngày hôm qua cũng mới vô đây để gặp thầy Minh Tê. Cái lúc đi đó thì ta đi lâu rồi mà nhiều người ta đi ta ở đó, ta ở nhờ mấy cái cấp của mấy người ta dựng lên. À. Là thuộc vô Đắk Lộc quá ha. Đó Đắk Lộc. Mỗi chỗ mỗi tâm linh dưới Đắk Lộc thì nó có cái núi gọi là núi Bắn. À. Là núi đó là đá nó trồng đi vô trong hầm đi vô sâu trong nhiều sư ở ngoài Hà Nội người ta đâu có biết cái gì đâu mà ta đi theo tiềm thức là vô đó để ta tu. À là vô ở bên trong đó có hang hả? Có hang đá. À thì nếu mà tới đây cứ ngõ đi qua cũng gần lắm, cứ ngõ đi qua đó là ở dưới này mình lên dốc lên cho nó bàn tiếp nha. Cái điểm đó là đi vô cái hang. Người ta nằm rẫy ngồi trong đấy. Ở trong đó có nhiều sư không? Nói chung là người ta tu lâu rồi nhiều sư. Ờ. Nhưng mà kiểu là không có đi bộ hành xuyên Việt đúng không? Mà đâu có ai có bậc thường như sư mình sợ đâu. Dạ. Ví dụ ta đi dép đội mũ rồi đó bình thường thôi. Dạ. Còn nhưng mà mình mà đi chân chân
không rồi không đợi ngủ được 12 giờ đi từng cây số là thấy quá quá chừng đúng rồi nó rã rơi đó rồi đó thấy giờ đợt rồi có ông sư bên Mỹ qua đó ra đi có 3 ngày xong đi gì chứ luôn đó giờ dạ. Rồi cảm ơn anh ha đây cả nhà thì mới sáng sớm các cô các chú là đứng từ lúc có cô là 12 giờ đêm 12 giờ đêm là đã tới đây rồi giờ là đứng ở đây cũng khá là đông mặt trời thì là đang mưa cả nhà trời là đang mưa này thì không biết là sáng sớm ngày hôm nay thì thầy có đi ra khất thực cho mọi người nhìn thấy thầy để đảnh lễ hay không nhưng mà thấy bà con cô bác cũng là tập trung ở đây khá là đông rồi